Siêu. Chào mừng tất cả các bạn đến với chế độ so chỉnh 1-1 trong tựa game Liên Quân Mobile. Sơ qua về chế độ này thì 1-1 còn được gọi tên là thành phố đen. Nôm na thì nó là đơn đấu đấy. Ok, đã xong phần mở bài, bây giờ chúng ta sẽ đến phần thân bài. Ở chế độ này thì sau khi mà chúng ta đã chọn tướng thì chúng ta không thể nào mà chọn lại được. Chọn lại thế đéo nào được. Nếu như mà chúng ta đã chọn nhầm thì chúng ta hãy xác con mẹ nó định rằng là hàng đã chọn, miễn đổi lại. Không có đâu. Nếu như mà tay của các bạn nó hư quá thì chúng ta nên đây. Ở thời kỳ trước thì cái chế độ này còn được các ông thần tay nhanh hơn não đổi đồ thì cứ phải gọi là như hách luôn. Ây thế mà cái gì mà khỏe quá ấy, thì anh gà cũng đều sờ vào nép luôn. Anh vừa phải đúng 3 gậy nhá. Nếu như ở thời kỳ trước chúng ta có thể đổi liên tiếp nhiều cái phụ trợ thì bây giờ anh gà đã đưa thẳng nó xuống đáy xã hội rồi, thành ra chúng ta éo thể nào mà đổi đồ được liên tục như xưa nữa đâu. Thế nên dùng một lần thì chúng ta sẽ phải chờ nó hồi lâu vãi nồi luôn, cứ phải gọi là y như phim cô dâu 8 tuổi vậy. Nhưng mà ở chế độ này thì điểm nhấn không phải là solo kill, mà thay vào đó là cục máu. Bởi vì nếu như mà chúng ta mất quyền kiểm soát, ăn luôn cục máu, thì dù chỉ một lần duy nhất thôi, y như rằng chúng ta sẽ bị ăn chửi ngay. Tóm lại, người ăn HP là người thắng, người không ăn HP không bao giờ thắng. Đây rồi, tao chờ hơi lâu nhé. Thời cơ tỏa sáng, một phiên. Này. Ôi thôi anh ơi, đừng. Ui trời ơi mẹ hên thế. Quyền năm nay hơn 16 nồi bánh chưng rồi nhưng mà chưa gặp cái tình trạng nào mà xem chùa nhiều như này.